first blood. Right. Mike, tighten it up. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Shop moviet.vn bán những cái quần rẻ nhất Việt Nam. Giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn. Đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Tay cầm đồ long đao vác trên vai trông sao cũng rất chi là ngầu như cái bồn cầu. Đó chính là anh chàng đấu sĩ, chùm đấu sĩ tay đôi Omen, nhưng mà DSP. Có lẽ đây là cái nghề xịn sò nhất và hợp nhất của Omen thời điểm hiện tại. Các bạn sẽ đưa đường gù của Omen ra cho team bạn đập. Đó, đập công trực phát nào luôn nha. Omen thì thực ra cũng trâu đó, cũng khỏe đó. Nhưng mà thực ra nếu mà team bạn đông hơn ý, chắc là chỉ ôm trụ thôi. Một cái trận đấu mà team bạn có những con tướng gây sát thương phần trăm máu châu bò như Ban Doom, rồi sát thương chuẩn của Irie và Laurel, Omen làm thế nào để tỏa sáng gánh team? Anh em cùng theo dõi Tuấn Mặt Đất. Click của fan Tuấn Mặt Đất sẽ khiến Omen bớt đi vào lòng đất nha. Chứ đầu game đã một phát rồi, Lavin chắc cũng đi vào đồng đất luôn. Căng nha, căng thực sự nha. Trận đấu này phải hy vọng mà các bạn quy rất là nhiều, quy phải thắng lên Irie cơ, trận đấu mới dễ đánh, chứ không là cũng căng lắm anh em ơi. Căng thực sự luôn nha. Ban Doom bảo kê zone rất là tốt luôn. Bây giờ mình phải có chút cuối mình mới chơi được. Và bây giờ có chút cuối, nhưng mà quả qua đây, qua đây. Đúng rồi, hay lắm, phải có Vân Ca cho chơi thì mình chơi được. Qua căng em ơi. Anh em nhìn rõ trên lưng của Omen một thanh đao và khá nhiều thanh kiếm. Như vậy lên đồ của Omen chắc có kiếm, chắc có đao. Ở thi đồ các bạn theo dõi bên dưới nha, có đao có kiếm luôn. Có anh em là muốn là một người trợ thủ chân chính thì cứ full tanker mà chơi. Thực ra kiểu đồ này thì mình có khả năng gánh team và mình đánh nhanh hơn và mình đánh đau hơn. Tuy vậy khả năng bảo kê của mình cũng giảm đi. Nhưng cái lối chơi của Mô Việt không phải là thuần bảo kê. Mình chơi Omen, dù trong một tình huống khó khăn thế nào thì mình vẫn làm tốt được cái việc Omen cần làm. Đó là chất tướng Omen với cái chiêu cuối. Đây là cái chiêu rất là mạnh, và cái chiêu giúp team có thể bắt lẻ cực kỳ lợi hại. Mặc dù có thể bắt lẻ trong giao tranh tổng được. Bắt lẻ trong giao tổng là như nào? Đó là anh em sẽ thực hiện cái combo đột biến, có thể kết hợp với tốc biến nha. Thì các bạn có thể là tốc biến lên bắt AD, hay là bắt vị trí chủ lực của team bạn yếu máu. Thôi, bắt Zon là dễ nhất nha, nên mình sẽ ưu tiên bắt bạn Zon này. Zon đâu? Zon đây rồi. Tốc biến lên chiêu 1, chiêu cuối. Combo dễ xích nhất, dễ trúng nhất là chiêu 1, chiêu cuối nha. Còn anh em muốn đột biến hơn thì anh em có thể dùng cái combo chiêu cuối tốc biến của Omen. Ây da, ôi cứ về đi Chrissy ơi. Wow, Chrissy đi vào lòng đất rồi, nhưng mà Lavin được bắn. Nãy giờ Lavin được bắn nha. Tuyệt vời ông mặt trời, và trận đấu này thì mình lại là có một chút nợ thế cho AD rồi. AD có đồ là SP được chơi, mà AD không có đồ thì SP lại phải gánh thôi. Thế là nhiều khi anh em cũng nhường bạn AD một tí nha. Hiện tại thì mình hỗ trợ cho team được 4 mạng rồi. Bạn Q ở phía trên kia thì mình xuống hỗ trợ bạn Q đẩy một tên đính này. Có khi mình lấy được trụ luôn đó anh em ơi. Omen mà, con này lấy trụ rất là nhanh luôn. Hở một tí ra là cào luôn được cái trụ đó. Đó, một pha di chuyển tinh tế, có trụ luôn. Nhưng ở phía trên kia cũng mất trụ, do là bạn Quy với cái bạn Lavin đâm hơi sâu, mà đâm sâu không rút ra nổi đâu. Câu này luôn đúng nha. Ok, theo mình đến lấy luôn cái trụ đường đồng nữa đi. Yên tâm nha, Omen mà, chùm đấu sĩ mà, kiểu gì mình có chiếc chùm hàng đầu. Đây là cái khả năng mà Ima bá đạo thì anh em yên tâm nha. Có thể là yên tâm ở vị trí Omen trong tay Mô Việt, bởi vì mình xích cứ auto trúng thôi, rất ít khi hụt đó các bạn ơi. Ăn rồng luôn, đúng rồi. Team đang kiểu cấu gì ở đây, ăn rồng là hợp lý này. Ok, xích luôn. Ban Doom với khổng long thì cũng chết. Đừng nghĩ bạn trâu nha, gặp Omen Zik thì bạn cũng nên. Ôi kìa, qua đây đứng vậy không được nha. Đứng vậy thì có chúa bảo kê thì cũng không có sống ở đâu.
đứng vác cao khiến là team mình đang có lợi thế, tự nhiên đó là pha mất lợi thế rồi. Hỏng như AD, đánh từ từ thôi, đứng thấp thôi, đừng hổ báo, đừng ham quá. Anh em chơi AD thì có thể nhát một tí nhưng phải biết bắn và phải biết giữ vị trí. Chứ anh em đứng cao như vậy thì dù anh em xanh như cái bát canh thì thôi cũng bị tướng địch đập cho không chơi phát nào. Đây lại còn giơ cái mặt cho trụ đột đánh nữa chứ. Ok. Rồi bây giờ ra biết hỗ trợ team nha, chiều cuối đã ổn này. Anh em thấy là trong lúc chờ đợi AD hồi sinh ra thì mình tranh thủ farm một tí. Nói chung là con này có thể tranh thủ đi farm được, bởi vì đó là chất tướng có tốc đánh nhanh, có đam khi mà các bạn kích hoạt được nội tại. AD ơi, vào đây nè AD ơi. Hôm qua là mình ăn lính nha. Bạn phải di chuyển điền vào chỗ trống thì bạn mới có cơ hội được farm nhiều đó AD ơi. Chứ không là để mình được farm mình lại phải gánh đó. Ok, như vậy thì lấy được cái trụ nha. Đang tới hỗ trợ anh em này. Từ từ nhé, từ từ nha. 6 giây nữa có chiêu cuối. Ở bộ đỏ này. Team ơi, đừng núp lùm đó. Áp được cái trụ này không nhở? Chắc là áp được rồi anh em ơi. Ui, AD còn thò cái mặt ra cho mình xích. Đúng không? Auto xích chúng đó anh em ơi. Mà combo nó rất đơn giản, chiêu 1 chiêu cuối. Bật chiêu 2 lên tăng tốc chạy hoặc là bật cái tốc biến lên áp sát mục tiêu rồi cho chiêu 1 chiêu cuối nha. Đó combo dễ nhất, anh em muốn khó hơn thì chiêu cuối tốc biến chiêu cuối. Áp lực đi bạn ơi, ăn quá nhỏ, ăn bùa đi. Ủa, na thì bạn yếu rồi, thì bạn chỉ còn một người thôi. Ui, bạn AD đúng là chê tài nguyên thực sự. Nếu mà mình cầm AD Navin, mình ăn bùa đỏ luôn chứ không ăn bùa xanh. Bùa xanh không có tác dụng. Về đi, Quy ơi. Ôi anh em rank cao thủ mà anh em chơi này thì chết nha. Rõ ràng bạn là một chất tướng đánh gọi là đánh gần tay ngắn mà lại lao đầu vô phá trụ trong khi team bạn ở phía sau trụ rất là đông luôn. Lại còn khống chế CC nhiều đấy chứ. Ảo thật nha. Ok, trận đấu này có lẽ là mình sẽ phải gánh thôi. Bạn Quy làm đầu game không có tốt rồi. Mặc dù là hiện tại team mình có lợi thế nhưng tí nữa game mà thua game luôn anh em ơi. Lết game mà thua chắc, không đẩy trận đấu sớm là thua chắc luôn. Ủa mình xích nhầm à? Ui nhưng mà team bạn hình như sao bốc hơi hết vậy? Ui mình xích vị trí đó mà bu hết vào đó thì để Triệu Vân bổ phát một đống sát thương một vị trí. Trời ơi, Triệu Vân đánh na nha. Qua ghê, Vân qua xanh rồi. Hay, hay quá anh em ơi, mình có mạng thứ tư. Quét sạch. Đó. Bây giờ thì game nó lại dễ rồi anh em ơi. Game nó lại dễ vô cùng luôn. 18 mạng của team thì mình có 10 điểm hỗ trợ. Anh em thấy là cũng hỗ trợ rất là ok nha. Đảm nhiệm tốt cái vai trò DSP của Ome. Cứ xích auto chúng là team auto được chơi. Còn bạn này muốn solo mình, có biết mình là ai không? Chùm đấu sĩ tay đôi. Xích lại và quất thôi. Mà quất rồi thì sao mà chạy được. Bạn cơ động bằng trời thì cũng bị xích nhẹ nha. Omen xích Ari nè. La thì khỏi chạy luôn. Trận đấu này thực ra cái con Omen nó có thể counter rất nhiều những con tướng ảo diệu. Đó, với vị trí SP thì các bạn sẽ có nhiều thời gian để xích hơn. Không giống như việc chúng ta đi lên thì nhăm nhăm là đẩy đường. Còn chơi phong cách SP thì là anh em thấy là mình cứ mỗi pha xích là team lại có mạng và có team lại có lợi thế luôn. Sau khi lên được đao, được kiếm thì mình sẽ chuyển qua là lên cái trang bị phòng thủ nha. Chứ không lên nhiều đồ công, con này không lên nhiều đồ công. Hai đồ là mình cảm thấy là quá nhiều rồi. Xích chúng là chạy đi đâu à con khổng lồ. Ui phản đam chết kìa. Phản đam với tinh linh bắn chết kìa anh em ơi. Qua ghê. Đúng là bad omen. Ở như là đồng đội mình chết hết rồi. Ai cũng yếu thôi, về đi. Uầy, tí thì đi vào lòng đất bạn Chrissy. Late game là hơi căng nha. Mặc dù team mình có Lavin, có Chrissy và có Triệu Vân. Nhưng bên kia cũng có Laurel, có Airy và có John. Còn John nó mới kinh này anh em ơi. Thực sự, nếu mà kéo lên đến phút tầm 17 thì thôi rồi. Nhưng mà John có hỏi mình không?
hỏi qua biết ôm em không? Anh em thấy cứ xích như vậy thì các bạn do làm sao được chơi game? Vâng, đúng rồi. Ôi, đáp bộ cuộc tình mình kìa. Ây da, da. Hay lắm Vân ơi, ui. Ui Vân kìa. Quá gắt luôn nha mọi. Đúng là Vân sành như cái bát canh. Không để đỡ được anh Vân. Quy. Thôi bỏ đi Quy ơi. Không tóm được rồi. Bạn đấy cơ động và ném cái chân một rất là khó chịu luôn. AD ơi ra farm đi, lúc lượt làm chi. À được 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 được. Ui, cờ vang thôi, bỏ bỏ bỏ. Lúc lùm tung đạn thần quang quá gắt. Nhưng mà chưa đủ bởi bạn đấy vẫn còn cờ vang. Na này na này. Bé đẹp la. Mình có tốc biến là đi rồi nha. Thôi ăn rồng đi em ơi. Ở trận này ơ kìa. Giòn cho mình yếu máu rồi giòn kìa. Giòn tốc biến bỏ đi Vân ơi. Wow. Đi bạn bỏ lại giòn kìa. Ảo thật nha. Ok. Chị chơi này ai ra chơi luôn. Ở Lavin, Lavin, Lavin. Được được Lavin được nha. Lavin chơi vậy thì chắc là không vui rồi. Team bạn là bảo về trụ trộm. Đó. Chạy về đi bạn ơi, chạy thẳng về đi. Thôi xong rồi. Rất cố gắng Lavin, rất cố gắng em ơi. Lấy được một đường. Ok, bây giờ có kia thì mình ăn mục tiêu đi. Khi mà team bạn mất hai người kìa. Ăn mục tiêu đi mọi người. Ăn rồng hay ăn xe xa đi. Ăn gì thì ăn để có thể là trận đấu nó end sớm hơn. Chứ mình có một cái dấu hỏi to đùng là trận đấu này lấy game chơi sao đây. Khi mà John chỉ cầm 4 sấy thôi là mình đi. Thực ra thường những vị tướng đấu sĩ là 3 sấy. Nhưng mình có cái chiêu 2 nên mình có thể chịu được 4 sấy, 5 sấy đấy các bạn ơi. Wow. Vân kìa. Ôi rồi anh Vân. Quá gắt luôn. Ơi. Vân đến sớm hơn tí là xích John rồi. Hỏng hỏng rồi Vân ơi, sorry Vân ơi. Không vào được, không vào được. Đông quá trời luôn. Sao sao đi nha. Ở đây 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 chơi này, chơi này. Quý ơi đọc đi. Rồi 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 thôi thôi nha, thôi nha, thôi dừng lại, dừng lại, dừng lại stop. John bắt đầu khỏe rồi đó các anh em ơi. Bây giờ đi lại là toang, đi lại nữa là toang. Thực sự Vân bây giờ có thể rất là khỏe. Nhưng mà chỉ cần một pha choáng thôi là team sẽ không được chơi game. Và Vân thì chắc chắn sẽ bị bốc hơi bởi phong cách cung đam. AD đến giờ đi chung rồi AD ơi. Không cần farm đâu. Quy bình tĩnh nha, Quy bình tĩnh nha. Yên tâm trận đấu này nó được mà. Em nhìn cái KDA của FB đi. Sắp 10 mạng rồi, 14 điểm hỗ trợ liền nha. Thực ra thì mình vẫn khoái chơi Omen đi top hơn. Bởi vì cái phong cách chơi của mình chơi Omen ý, nó thích hợp với đi top hơn. Chứ đi SP thì mình chưa tối đa được. Đó, nhưng mà bạn John cứ đứng như này thì thôi. Nó cứ phải GG lúc cài đặt rồi. Game đang khó tự nhiên nó thành dễ. Bởi vì team bạn mất John. Nên là một cái câu mà khuyên anh em chơi AD ấy, đừng có đứng cao như vậy. Dù anh em xanh, dù anh em khỏe. Nhưng các bạn đứng cao thì thực sự chỉ cần một pha choáng thôi là anh em đi vào lòng đất không được chơi game rồi. Vậy thì cái tiền đề nào để John đứng cao pha đó? Hay hay là tại cậy cái nội tại vô tận tên nó bắn siêu xa. Ui, xích bạn nào bây giờ? Xích chúng ai rồi? Xích chúng ai đi? Ui, nhưng ba đứa liền. Cứu, cứu, cứu anh em ơi. Cứu, cứu mình. Hay lắm, đó. Ta không mạnh như anh em ta đồng đó. Đó là cái triết lý của chơi FP. Ở hiện tại thì FP cũng full đồ, đủ đồ, đủ tiền đổi đồ rồi. Nhưng mà không có thế lính đẩy này. Từ từ nha, đợi con xe xa bọn chúa lên rồi đẩy vô. Đừng bán máu nữa anh em ơi. Xích hụt qua đấy rồi, tiếc quá anh em ơi. Thôi thôi thôi, có xích hụt đầu tiên nha. Do bạn nào đeo né được chưa? Về thôi, về thôi. Thì mình thiếu người về thôi. Trận đấu vẫn chưa kết thúc được. Lại cần một pha đột biến thôi. Nói chung là những cái pha mình mở áo tranh đột biến bắt được chủ lực team mạng. Nói chung là bắt được AD, bắt John từ nãy giờ.
thì thế trận nó mới dễ chơi này. Còn nếu không ý, thực sự mình thấy nó cửa rất là bí luôn. Hay lắm bạn ơi. Nào đi out này, bắn bắn nào, bắn nào, bắn nào, bắn nào, bắn nào này. Hay. Rồi. Ui game nó tự nhiên nó lại thành dễ. Cứ kiểu là mình cũng không biết đang không biết phương hướng đâu thì tự nhiên game nó thành dễ. Thì đây đó nè, mình đánh cẩn thận và mình chờ đợi sai lầm một tí mạng mình trừng phạt. Đó là cái cách chơi. Và chúng ta để thắng trong những trận đấu căng thẳng đó anh em ơi. Chẳng có cách nào đâu. Bình thường nếu hai team đều đánh rất là cẩn thận, đi với chung với nhau, bảo kê nhau triệt để thì nó rất là khó chơi. Còn team bạn lỡ hở cái sơ hở ra thì nó lại là dễ rồi. Liên tục là John không được chơi game nha. Gặp ngay Omen. Omen bắt John nãy giờ. Ok, và win mất tiêu rồi anh em ơi. Video clip của mình cũng đến đây hết, xin chào anh em, hẹn bạn clip tiếp theo, bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.